Mở vỏ hộp ra thì chúng ta sẽ có hai cái phần này, cái phần này phần tay lái, cái phần này phần thân xe. Bây giờ mình sẽ giới thiệu và review qua chiếc xe này cho mọi người nhé. Đầu tiên là chiếc xe này được thiết kế có phần nắp pin, phần loa ở đây. Bên cạnh này có hai xung quanh hai cái này là sẽ được thiết kế phát sáng. Mọi người có thể thấy nó có phần loa và phần đèn phát sáng hai bên này. Phần máy xe này, máy xe rất là to và được phát sáng này, đi nhanh sẽ phát sáng, máy xe rất là to. Phần phanh này, phần phanh xe này. Đó, mọi người có thể thấy, mọi người có thể thấy cái phần nhẵn nhụi, cái phần sần sần lên chưa, đảm bảo bé đi sẽ không bị trơn trượt. Phần bánh trước, bánh rất là to bản, mọi người thấy rất là to và được phát sáng này. Hai bánh, ba bánh, bánh nặng phát sáng. Ok, cái phần mũi xe này có tác dụng là khi mà bé đâm vào tường ấy, đảm bảo an toàn cho bé không bị đập tay vào tường hay là ngã vào tường, mà nó sẽ cản, chỗ này nó sẽ cản lại. Đây, chiếc xe này có thể gập gọn dễ dàng. Chỉ cần xoáy cái này thôi được, mọi người chỉ cần xoáy nhẹ ở đây là được. Đấy, mọi người xoáy nhẹ là được. Đấy, các bạn. Đấy, rất xoáy à. Đảm bảo rất là chắc chắn luôn. Sẽ lắp bằng mở hẳn ra. Chiếc xe này sẽ có 3 nấc, 4 nấc, 1, 2, 3, 4. Điều chỉnh để cho nó vừa mấy cả chiều cao của bé. Đây, phải nhả này nữa. 1 này, 2 này, 3 này. Đặc biệt là tất cả những sản phẩm Bela cung cấp đều được đảm bảo an toàn chất lượng.